everyone. Welcome to the program English for Beginners. Today, we are going to practice using numbers to talk about age in English. Let's get started. As you know, my name is Ling. I am 25 years old. My father is 52 years old. My mother is 46 years old. My brother is 15 years old. And my sister is 10 years old. Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng số để ghép vào nói tuổi của mình và tuổi của những người khác. Cách nói tuổi của mình rất đơn giản. Các bạn chỉ cần nói I am cộng với số tuổi của mình và từ years old ở đằng sau là mình bao nhiêu tuổi. Ví dụ, chúng ta đã được học về số trong bài trước rồi. Từ 0 đến 10 chúng ta đã được học rồi, các bạn còn nhớ không ạ? 0 là 0. Mình cùng lặp lại một lần thật nhanh nhé. 0, 1 là 1. Số 2 là 2. 3 là 3. Âm TH các bạn chú ý. Number 4, số 4, 4. Số 5, 5. Số 6, 6. Có hai âm S, 6. Số 7, 7. Số 8, 8. Số 9, 9. Và số 10, 10. Và khi mà nói tuổi thì mình dùng, ví dụ mà mình 10 tuổi chẳng hạn, thì mình nói là I am 10 cộng với years old ở đằng sau. Và nếu mà trên nữa thì bao nhiêu tuổi, các bạn cứ dùng số từ ghép vào đằng sau. 11 thì nói là 11. Tôi 11 tuổi thì nói là I am 11 years old. 12 là 12. Tôi 12 tuổi sẽ nói là I am 12 years old. Như mình 25 tuổi, mình sẽ nói là I am 25 years old. Các bạn cùng nói lại nhé. Tôi 25 tuổi sẽ nói là I am 25 years old. Và bây giờ các bạn bao nhiêu tuổi thì các bạn ghép cấu trúc I am cộng với số tuổi của mình và từ years old và đằng sau. Ví dụ bây giờ mình sẽ nói một số bất kỳ để các bạn phản xạ. Từ 20, 21, 22, 23, mình chỉ cần ghép 20 cộng với số đằng sau thôi. Các bạn hãy nghe kỹ để tập dịch nhé. Ví dụ mình 24 tuổi, mình sẽ nói là I am 24 years old. Again, I am 24 years old. Right it? Thế giả sử mình lại 36 tuổi chẳng hạn. 30 trong tiếng Anh mình có là 30. Các bạn còn nhớ không? 30. 36, mình ghép 30 với 6 thành 36. 36. Tôi 36 tuổi, mình sẽ nói là I am 36 years old. Again, I am 36 years old. Right it? Thế giả sử mình không phải như vậy, mà mình giả sử mình 47 tuổi chẳng hạn, thì 40 trong tiếng Anh là 40. 40. 47, mình sẽ ghép 40 với 7 thành 47. 47. Tôi 47 tuổi sẽ là I am 47 years old. Các bạn vừa nhìn video và vừa tập nói cùng mình luôn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tập ghép cách nói số vào tuổi với các cái thành viên khác trong gia đình của mình. Ví dụ mình nói bản thân mình giới thiệu trước. Tôi 25 tuổi, mình sẽ nói là I am 25 years old. One more time. I am 25 years old. Thế giới thiệu về tuổi của bố của mình chẳng hạn. Bố của tôi trong tiếng Anh sẽ là my father. My father. Các bạn chú ý nhé. Của tôi thì mình dùng là từ my, giống như my name. Thế bây giờ bố mình sẽ dùng là father. Các bạn chú ý bắt chước khẩu hình có âm TH rung ở giữa. Father. Bố của tôi bao nhiêu tuổi? Dùng my father cộng động từ to be is. Sau đó các bạn cộng với số tuổi đằng sau. Ví dụ như bố của mình 52 tuổi. 52 thì mình ghép 50 với 2. 50 trong tiếng Anh là 50. 50. 2 trong tiếng Anh là 2.
52 là 52. 52 tuổi, 52 years old. Bố của tôi 52 tuổi, chúng ta sẽ nói là my father is 52 years old. One more time. My father is 52 years old. Very good. Tiếp theo, mình có thể nói về tuổi của mẹ mình thì mình lại dùng mẹ của tôi trong tiếng Anh là my mother. Mẹ là mother. Lại có âm TH dùng ở giữa. Các bạn chú ý nghe, quan sát và bắt chước. Mẹ của tôi bao nhiêu tuổi, mình dùng my mother cộng với động từ to be is và số tuổi ở đằng sau. Ví dụ như mẹ của mình 46 tuổi. 46, mình sẽ ghép 40 với 6. 40 là 40. 40. 6 là 6. 46, 46. Và thêm tuổi đằng sau, years old. Mẹ tôi 46 tuổi. My mother is 46 years old. One more time. My mother is 46 years old. Các bạn chú ý nghe rồi bắt chước theo mình luôn nhé. Và giả sử như mình có em trai chẳng hạn. Em trai trong tiếng Anh là brother. Có âm TH. Brother. Thè lưỡi rung. Em trai của tôi, my brother. Và em trai của mình 15 tuổi. Thì 15 trong tiếng Anh là 15. 15. Các bạn chú ý trong từ này có hai âm F. Fifth. Sau đó nhấn vào chữ teen trọng âm ở đằng sau. 15. Tuổi đuôi đằng sau mình lại thêm years old. Em trai của tôi 15 tuổi, mình có thể nói là my brother is 15 years old. One more time. My brother is 15 years old. Very good. Và nếu là dù là chị em gái thì mình sẽ dùng từ sister. Sister. Có hai âm S gì, các bạn chú ý. Sis. Sau đó bật ter ở phía đằng sau. Em gái của tôi, my sister. My sister. Very good. Ví dụ em gái của mình 10 tuổi. 10 trong tiếng Anh là 10. 10. Tuổi mình lại ghép thêm years old ở đằng sau. Em gái tôi 10 tuổi, mình nói là my sister is 10 years old. One more time. My sister is 10 years old. Very good. Bây giờ các bạn nhìn lên màn hình và thực hành nói cùng mình và bắt chước mình bài nói giới thiệu về tuổi của các thành viên trong gia đình nhé. Đầu tiên mình giới thiệu về bản thân mình trước. My name is Linh. I am 25 years old. My father is 52 years old. My mother is 46 years old. My brother is 15 years old. And my sister is 10 years old. Very good. Bây giờ các bạn hãy viết lại số tuổi của các thành viên trong gia đình của mình và mô tả. Và bây giờ mình sẽ để các khoảng trống. Và khi thực hành nói đến đâu thì các bạn sẽ điền khoảng trống vào đó nhé. Đầu tiên là tuổi của các bạn. Mình sẽ giới thiệu tuổi của mình thì mình nói là I am cộng số tuổi. Các bạn hãy điền số tuổi của mình và tập nói cùng luôn nhé. Đầu tiên tuổi của mình, I am years old. Very good. Các bạn ghép số tuổi của mình. One more time. I am years old. Tiếp theo đến nói về tuổi của bố của mình. My father is years old. Break it one more time. My father is years old. Các bạn ghép số tuổi của bố mình vào nhé. Tiếp theo đến mẹ của mình. Các bạn nhớ lại xem mẹ của mình bao nhiêu tuổi và tìm số phù hợp trong tiếng Anh và cùng điền vào câu. My mother is years old. Break it one more time. My mother is years old. Nếu các bạn có anh hoặc em trai thì hãy nhớ lại xem anh hoặc em trai của mình bao nhiêu tuổi và điền vào câu sau đây. My brother is years old. Again. My brother is years old. Break it. Và nếu các bạn có chị hoặc em gái, hãy nhớ xem chị hoặc em gái của mình bao nhiêu tuổi và tìm từ đó bằng tiếng Anh, điền vào sau câu, trong câu sau đây và tập nói cùng mình luôn. My sister is years old. My sister is years old.
Very good. Trong phần này, mình sẽ nói lại và giới thiệu lại về tuổi của các thành viên trong gia đình mình. Và sau đó bạn Giang cũng sẽ làm như vậy. Các bạn nhìn lên trên màn hình, quan sát và tập nói theo nhé. Và chú ý là tập phản xạ với các số để ghép vào tuổi trong tiếng Anh. My name is Ling. I am 25 years old. My father is 52 years old. My mother is 46 years old. My brother is 15 years old. And my sister is 10 years old. Tiếp theo, các bạn hãy nghe bạn Giang nói về gia đình của bạn ý và tuổi của các thành viên. Đồng thời, các bạn hãy nhìn lên trên màn hình và thực hành nói theo luôn nhé. Hello, my name is Giang. I am 27 years old. My father is 65 years old. My mother is 62 years old. My brother is 36 years old. My sister is 32 years old. Hello, my name is Gui. I'm 21 years old. My father is 56 years old. My mother is 51 years old. I have a twin brother. He is 21 years old too. Hello, my name is Zui. I am 20 years old. My mother is 47 years old. My sister is 22 years old.